Hello, còn back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Video, let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ hai, John Quest TV Show. Let's go. Rồi các bạn dựa vào đồng hồ. Ok. Sau đó thì mình sẽ xong lại cho anh chàng này. Wow. Buổi xong rất là đẹp. Let's go. Anh chàng rất là bản lĩnh, nhìn khiếp một chút sau. La 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 la
Các bạn dịu anh chàng này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Okay, let's go. Anh boss này có vẻ rất là trâu, nhưng không sao. Cho anh sang lên level 7 luôn. Xem mua được cái này chưa? Mà chưa mua được. Let's go. Boss rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sẵn cái tiếp theo. Ninja. Let's go. Stop game. Không phải anh chàng là mà là một anh chàng nào đó. Phải anh này không? Cũng không phải. À đúng rồi. Skip. Okay.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Non Lay Stone. Sức mạnh tiêu diệt boom lại cho bạn anh chàng này đã chết vẫn chưa chết rồi. Wow, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Marvel Triforce. Đây là một tựa game khá là hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì bao gồm tất cả những siêu anh hùng trong phim Marvel hay cũng như trong hoạt hình Marvel. X-Men hay là những siêu anh hùng. Có cả Volume. Một quái thú nhưng cuối cùng lại là một con quái tốt. Ok, let's go. Nâng cấp cho con này là lên cao đây. Full rồi. 14, 14, 14, 9, 14. Ok. Let's go. Lòng về lòng. Đấy, chàng chết luôn.
Oh my god, bánh rất là to. Cái này phải hô máu thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, DC Legend. Let's go. Soft. Level 11, 12, 14. Ok, mình sẽ nâng cấp cho anh chàng này đi. Cho con làng này nữa. Let's go. Ok, cho anh chàng này ra đây. Cho anh chàng này ra. Thank you.
thay phiên nhau để chịu đau. Sợ thật. Rồi, tiền rồi, từng người một. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Stickman Dash. Fire. Ok, đi rồi. Oh my god. Hai chiến thắng. Ok. Làm trận thắng là ok. Oh my god. Kiếm ngoài ra đánh đau thật. Win rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Trung kết video game. Let's go. Vẫn dị và anh chàng này. Ok. Chuẩn bị bớt. Oh man. Wow, một chút cảm ơn, rất là to. Thank you.
sinh vật ngoài kia. Let's go. Oh my gosh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái nơi theo. There's no need for you to rush. There's no need for you to think. Requiring only that you open. Experiment log 307. Loading test subject. Destruction program starts in 3, 2, 1. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Từ hôm nay thì các bạn sẽ hóa thân như một anh chàng phù thủy. Let's go. Rồi mình sẽ hạ thấp xuống đây. Yeah. Boom. Let's go. Tiếp tục nào. Ok. Đó là một quả ulti. Let's go. Tiếp tục, anh chàng cuối cùng. Anh ta đang dùng trưởng. Let's go. Trò này rất là hay. Nếu mà có tí nhạc nữa thì hay chấm hết luôn. Chưa cuối. Ok. Let's go. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Warzone.
Infinity. Mình đang ở top 14 rồi. Không biết có giết được con Zone này không. Vẫn chưa đủ khả năng để giết được. Vì mình quá ngắn. Wow, xuống top 20 luôn. Tại thật. Oh my god, chết rồi. Wow. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.